Chúng ta vẫn biết nguyên tắc uống nước đúng, đủ, đều là một nguyên tắc vô cùng quan trọng để giúp cho chúng ta có được một cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên trên thực tế thì rất nhiều người chưa hiểu rõ việc uống nước thế nào là đúng. Và trong cái video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ 5 cái sai lầm phổ biến mà rất nhiều người gặp phải về cái nguyên tắc đầu tiên đó là uống nước đúng loại như mọi lần trước khi vào phần quan trọng của video Thì chúng ta hãy bổ sung cho cơ thể chúng ta một ngụm nước Để có năng lượng tuyệt vời Để đón nhận những cái giá trị vô cùng hữu ích Nước rất là ngon Khi là video này thì tôi cũng vừa mới hoàn thành Cái bài chạy à, Cho cái ngày mùng 1 Tết Là 1 giờ Chúng ta đi ngay vào cái phần nội dung chính của ở cái video ngày hôm nay, cái sai lầm đầu tiên là mọi người đang hiểu nhầm cái niệm là cứ nước uống phải là nước tinh khiết. thì chúng ta nghe thấy rất nhiều những cái từ là nước tinh khiết uh, trên thị trường, từ nước đóng chai hay là trên quảng cáo người ta hay nói là nước tinh khiết. vậy nước tinh khiết là gì? có phải là nước uống được phải là nước tinh khiết không? trên thực tế thì theo định nghĩa thì nước tinh khiết là một loại nước cũng đạt chuẩn nước ăn uống của bộ y tế. tuy nhiên đây là một loại nước đã gần như hết hoàn toàn khoáng chất hết hoàn toàn khoáng chất các bạn lưu ý hoặc là cái hoàng lượng kháng chất rất là thấp hay người ta gọi là loại nước này gọi là loại nước khử khoáng à, loại nước này thì thông thường được tạo ra bởi những phương pháp trưng cất hoặc là cái phương pháp phổ biến nhất trên thị trường hiện nay đó chính là phương pháp lọc thẩm thấu ngược hay là sử dụng máy lọc nước RO thì trên thị trường của chúng ta hiện nay thì có đến 90% là các máy lọc nước là sử dụng công nghệ lọc RO có nghĩa là công nghệ lọc thẩm thấu ngược đây là một cái công nghệ lọc mà người ta đã phát minh từ những năm 1960 và nó sử dụng cái áp lực rất là lớn để nén qua một cái màng với khe ở rất là nhỏ và khi đó là chỉ còn H2O có thể đi qua được và hoàn toàn tất cả những cái loại khoáng chất khác gần như là bị loại bỏ khỏi nước chính vì như vậy là loại máy lọc nước này là các bạn có thể thấy được là nó một cái đặc điểm là loại nước này là Máy thấm nước này luôn luôn có nước thải và cái tỷ lệ nước thải thì cũng rất là cao và cái nước ra thì hàm lượng khoáng rất là thấp và thông thường thì mọi người hay sử dụng những người bán hàng người ta hay sử dụng một cái bút mà người ta cắm vào xong thì có cái chỉ số hiện lên thì nếu mà anh em trong chuyên ngành thì hiểu được nó là chỉ số TDS có nghĩa là tổng cái hàm lượng khoáng thì rất nhiều người bán hàng người ta lại nói rằng là à cái TDS hay là cái khoáng càng thấp càng tốt thế vậy thực hư điều này ra sao thế thì quay trở lại thì chúng ta có thể thấy được là cái thị trường về nước của chúng ta là gồm cái nước đóng chai. Thì nước đóng chai thì khi mà ra siêu thị mua thì rất dễ các bạn có thể nhìn trên cái vỏ chai nó có hai loại nó ghi rất là rõ, đó là nước tinh khiết và nước khoáng. Thế thì nó khác nhau ở cái gì? Nó chính là khác nhau ở cái thành phần chỉ tiêu khoáng chất. Thì trong đó có những chỉ tiêu khoáng vô cùng quan trọng mà thông thường nó sẽ phải có ở trên cái thân chai đó là TDS là cái chỉ số tư vừa nói, có nghĩa là tổng cái hàm lượng khoáng. Thì thông thường thì với nước tinh khiết thì nó rất là thấp, người ta không người ta sẽ không có bố luôn nhưng thông thường nó sẽ là dưới 10 thế còn đối với lại TDS của nước khoáng thì nó có thể 100, 200, 300 thậm chí cao hơn. Còn tiêu chuẩn của nó là 1.000. À, chỉ chỉ tiêu khoáng thứ hai vô cùng quan trọng đó là magie K2 cộng và canxi 2 cộng. Thì đấy là những cái khoáng đa lượng vô cùng quan trọng. Ngoài ra thì còn một số cái thành phần khoáng vi lượng khác cũng rất là thiết yếu cho cơ thể. Vậy thì trên thực tế thì loại nước gì thì tốt cho sức khỏe? Có phải cứ nước tinh khiết là tốt không? Thì rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng cái vai trò vô cùng quan trọng của khoáng chất trong nước đối với sức khỏe. À, trong đó có những cái nghiên cứu được tổng hợp uh, viết uh, trên đăng tải trên WHO có nghĩa là website chính thức của tổ chức y tế thế giới hay là cái cuốn sách của tiến sĩ Martin Fox là cuốn sách nước nguồn sống khỏe. Đây là cái cuốn sách gọi là tốt nhất trong ngành về nước, nó giống như một bách khoa toàn thư về nước để giúp chúng ta biết được vai trò của nước, uống nước đúng cách, đúng loại và uống thế nào để tốt cho sức khỏe. Thế thì trong cuốn sách này cũng nói chỉ rõ cái vai trò vô cùng quan trọng của khoáng chất trong nước uống. Một số những cái mà tôi có thể trích dẫn ra từ cái nghiên cứu này là gì? Đó là cái hàm lượng khoáng chất trong cái chế độ ăn nó không thể bù đắp được cái lượng thiếu hụt khoáng chất trong nước uống. Có nghĩa là ngay cả khi có chế độ ăn đầy đủ thì cũng không thể bù đắp được cái khoáng chất thiếu hụt trong nước uống. Thì rất nhiều người bán hàng người ta nói rằng là ôi anh chị ơi nước nó chỉ cần là một phần thôi, nước thì cứ uống vào thôi chứ còn không quan trọng cái việc là À, còn khoáng đâu tại vì mình ăn uống đã đủ rồi nhưng mà trên thực tế thì cái nghiên cứu của tổ chức y tế thế giới người ta đã chỉ rõ được rằng là ngay cả chế độ ăn đầy đủ cũng không thể bù đắp được cái liệu thiếu hụt khoáng chất trong nước uống điều đó nói đến vai trò vô cùng của, quan trọng của khoáng chất đối với cơ thể hay là một số những cái công bố khác là à, tỷ lệ tử vong do ung thư và tim mạch thì tỷ lệ nghịch với hàm lượng khoáng chất trong nước uống hay là những cái phương pháp bổ sung khoáng thì không thể bù đắp đầy đủ cái lượng khoáng chất à, vi lượng cần thiết cho cơ thể thì hay là sử dụng nước tinh khiết lâu ngày thì gây ra nhiều cái nguy cơ vấn đề cho sức khỏe về lâu dài thì đấy là một trong số những rất nhiều những cái công bố của tổ chức y tế thế giới và có một cái điều này rất là hay là khi mà à, trong cái cuốn nước còn sức khỏe hay trong cái nghiên cứu của tổ chức y tế thế giới người ta cũng chỉ rõ một cái gì này rất là hay này có nghĩa là khi mà chúng ta sử dụng nước còn khoáng thì thì cơ thể sẽ ưu tiên hấp thu những cái thành phần như canxi và magie có nghĩa là nó đủ thông minh để nó ưu tiên hấp thu những cái thành phần đó nhưng nếu mà nước uống của chúng ta mà không có những thành phần đó thì nó sẽ buộc phải hấp thu những cái thành phần kim loại nặng khác ví dụ như trong cơ thể của chúng ta mà có trì hay có những cái thành phần độc hại thì nó sẽ ưu tiên hấp thu cái đấy vào cơ thể dẫn tới việc là cơ thể của chúng ta sẽ phải hấp thu những cái thành phần không tốt nhưng mà nếu mà uống nước còn khoáng thì nó sẽ đào thải những cái thành phần đấy ra tại vì nó sẽ ưu tiên canxi và magie thì đấy là một cái rất là hay nó rất là hay trong cái việc là uống nước còn khoáng tất nhiên thì cái vấn đề là tranh cãi giữa nước khoáng và nước tinh khiết thì nó còn rất là dài và nó cũng cái nghiên cứu người ta cũng chỉ ra rằng là thực ra thì kể cả uống cái nước mà không đạt chuẩn hay là nước mà mà không 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 có khoáng hay là nước mà có những cái kim loại nặng về mặt hóa lý thì là cũng phải trên 10 năm thì nó mới xảy ra phát phát triển hay là nó mới thể hiện ra ngoài những cái vấn đề với sức khỏe chính vì như vậy thì đấy là một trong những cái thông tin mà tôi tìm hiểu được và các bạn có thể tìm hiểu để tham khảo thì làm sao để có được cái cách thức để bảo vệ sức khỏe cho mình ngày hôm nay từ ngày hôm nay thì đấy là về nước nước uống được là không nhất thiết phải là nước tinh khiết nước uống được là phải là nước đạt chuẩn đấy, nhưng mà có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng là cái nước đạt chuẩn đấy thì cần phải còn khói chất tự nhiên tốt cho sức khỏe cái sai lầm thứ hai đó là nước uống phải có vị ngon thì trên thực tế thì vị ngon ở đây thì nó đến từ những cái vị giác của mỗi người khác nhau nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy được rằng là khi mà chúng ta uống cái nước còn khoáng ấy, thì chúng ta cảm thấy nó ngang ngang đúng không? nó không còn ngon như là cái nước tinh khiết thì thông thường cái nước tinh khiết thì uống cảm giác nó ngon nó ngọt rất là thích thế nhưng mà trên thực tế thì cái nước mà còn khoáng đặc biệt là nước có hàm lượng khoáng cao thì uống cảm giác nó ngang mà nó không có ngọt chính vì như vậy thì cái vị nước nó không có quyết định được cái việc là chất lượng là nước tốt hay không tốt mà nó chỉ là cái cảm giác thôi mà trên thực tế thì nó lại ngược lại có nghĩa là nước có vị ngang thực ra là nước có nhiều cái hàm lượng khoáng chất các bạn có thể dễ dàng ra siêu thị mua hai chai một chai nước khoáng và một chai nước tinh khiết để chúng ta thử chúng ta sẽ biết ngay cái vị đó thứ ba sẽ sai lầm thứ ba đó là cái nước đun sôi lên ấy là có cặn trắng thì là có tốt không thì rất nhiều người như ở hà nội thì những cái nguồn nước ngầm là đặc điểm của nước ngầm hà nội thì là có hàm lượng khoáng canxi magie rất là cao gọi là nước cứng thế thì giống như là nước có nhiều đá vôi thế thì khi đun lên thì nó kết tủa thì nó tạo ra những cái tủa trắng thì mọi người cứ nghĩ rằng đấy là nước bẩn nước không đạt chuẩn nhưng trên thực tế không phải độ cứng quy định là 300 nhưng từ 100 100 ppm có tiêu chuẩn là 1 phần 3 thôi thì đun lên nó bắt đầu kết tủa rồi thực chất là nó luôn luôn kết tủa nhưng mà chẳng qua nó ít quá chúng ta không nhìn thấy thôi thế thì cho nên là cái việc mà đun sôi và có kết tủa trắng thì đó là hiện tượng rất là bình thường và nó không có phản ánh chất lượng nước nó mà thực tế đó là loại nước mà còn nhiều khoảng chất canxi magie tốt cho sức khỏe cái sai lầm thứ tư mọi người hay mắc phải đó là cứ phải đun sôi để nguội để uống. thì, thì trên thực tế thì đun sôi để nguội là cái phương pháp mà uh, uống nước hàng trăm năm nay mà ông cha ta đã sử dụng. tuy nhiên thì về bản chất thì uống nước đun sôi để nguội nó chỉ có một tác dụng duy nhất đó là diệt khuẩn virus. nhưng mà chúng ta phải lưu ý là đun sôi để nguội là uống là chúng ta phải uống ngay, nên uống trong ngày và lưu cữ lâu thì nó có thể là nước đây nó sẽ không còn tốt nữa, tại vì nó có thể xâm nhập tác nhân từ bên ngoài vào. tốt nhất là chúng ta không để lưu cữ quá lâu và chúng ta phải thau rửa bình thường xuyên. còn nếu mà chúng ta đã đun sôi để nguội ấy, thì thực chất nó không có tác dụng giải quyết những cái vấn đề hóa lý khác ví dụ như có kim loại đặc hay có những độc tố thì đun sôi để nguội nó không có lọc được cái không có không có làm sạch được nó chỉ có mỗi một tác dụng là diệt khuẩn thôi thế thì thực chất là bây giờ có những công nghệ lọc đa phần là đã diệt khuẩn được rất là tốt rồi cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể uống trực tiếp chúng ta không nên đun làm gì cả nếu chúng ta đã sử dụng bộ lọc đó, thì chính vì như vậy thì đến bây giờ thì chúng ta bu sôi để nguội nó không đủ đâu tại vì là nó không loại bỏ được cái tạp chất hóa chất do cái ô nhiễm của môi trường xung quanh và nguồn nước là rất là nhiều rồi thì chúng ta cần phải sử dụng bộ lọc để chúng ta có được một cái, cái 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 giải pháp toàn diện từ diệt vi khuẩn virus cho đến loại bỏ những kim loại nặng trong nước. À, cái sai lầm cuối cùng mà mọi người là cứ tin nước đóng chai đặc biệt là điều này là những cái người mà nước ngoài đến sinh sống tại Việt Nam thì người ta rất là không tin những cái nguồn nước sinh hoạt tại Việt Nam Và người ta chỉ chọn những cái thương hiệu đóng bình lớn người ta mua về rất nhiều Hay là những người mà có điều kiện ở Việt Nam cũng vậy thôi người ta cũng không tin thì, thì có một lần tôi đi tư vấn cho một cái giống như là một đại gia ở Bắc Ninh Thì họ cũng toàn mua nước đóng bình nhưng là họ lại mua cái nước tinh khiết để uống Thì uh, gia đình anh chị ấy thì là mua rất nhiều cái nước đóng chai đấy, Nước đóng chai có nghĩa là mua cả một pallet luôn xếp đấy xếp đấy mà lại mua những cái chai chỉ là mua chai 500 ml thôi sau đó cứ xếp vào đấy để uống thì sau khi mình mới tư vấn cho về vấn đề nước uống nước đúng cách à đúng loại thì lúc đấy anh chị mới biết được rằng là à thực chất ý, thì là nước là phải nước còn khoáng và sau đó là anh chị quyết định là sử dụng cái uh, thiết bị cái giải pháp là nước yêu kiềm có nghĩa là máy tạo nước yêu kiềm thì sau đó là anh chị loại bỏ hoàn toàn cái việc là mua nước đóng chai còn về bản chất thì nước đóng chai là cái nước nó giống hệt như là cái cái nước mà chúng ta lọc ra thôi nhưng chẳng qua là quy mô công nghiệp thì nó có hai loại nước đóng chai là một là loại nước khoáng hai là loại nước tinh khiết thế thì cả hai loại nước đấy, nước đấy thì nó đều phải trải qua cái quy trình xử lý để loại bỏ những cái thành phần độc tố độc hại cũng như là vi khuẩn virus thì thực ra thì nó sử dụng cái phương pháp công nghiệp nó cũng không khác gì lắm đối với lại cái máy gia đình của chúng ta chẳng qua là đối với nước khoáng thì nó có thể là có những cái nguồn khoáng tự nhiên thì cái thông thường thì cái giá của nước khoáng nó cũng cao hơn rất là nhiều và khi tôi đi nước ngoài thì tôi đi châu Âu thì tôi cũng thấy rằng là đa phần là người ta chỉ uống nước mà còn cái hàng nội khoáng rất là cao chứ họ không có chai nước tinh khiết như mình đó thì điều đấy cũng thể lấy là cái vai trò vô cùng quan trọng của khoáng chất đối với sức khỏe và những người châu Âu người ta cũng rất là nhận thức được điều này lại nước đóng chai đóng bình thì cũng được thôi thế nhưng mà nó có một cái vấn đề là có rất nhiều cái khuyến cáo là sử là cái vỏ chai nhựa thì ngoài nó là cái vấn nạn về môi trường thải ra môi trường ra nó là tạo ra một cái, cái thảm họa môi trường ra thì nó lại gây ra một cái vấn nguy cơ đó là cái thành phần mà làm nên cái vỏ chai đấy nó là bisphenol a hay là bpa nó là một cái hóa chất và có thể về lâu về dài nó có thể gây ra nhiều cái vấn đề cho sức khỏe và các bạn thấy trên cái chai nhựa là bao giờ người ta khuyến cáo là dùng một lần chính vì như vậy thì chúng ta tuyệt đối không dùng đi dùng lại, đặc biệt là chúng ta không nên để trên ô tô mà chúng ta để quá lâu xong rồi chúng ta lưu cữu lại chúng ta dùng thì chắc chắn là tất nhiên là nó không thể độc hại là một sớm một chiều nó gây ra vấn đề sức khỏe đâu ít nhất là cũng phải 10 năm. Đấy, tuy nhiên thì nếu mà chúng ta uh, có được cái giải pháp tốt từ hôm nay ví dụ như chúng ta sử dụng những cái bình nước như là bình giữ nhiệt uh, chuyên dụng để chúng ta sử dụng trên ô tô để chúng ta mang đi thì nó sẽ cũng sẽ là một cái giải pháp tốt hơn. Thì trên đây là tôi chia sẻ năm cái sai lầm thường gặp về cái việc là cái nguyên tắc đầu tiên là uống nước đúng loại. Thế thì năm cái sai lầm này nó chính là những cái sai lầm phổ biến và hy vọng rằng những cái thông tin trong cái video này sẽ giúp cho các bạn có được những cái nhận thức cái lựa chọn một cái giải pháp tốt hơn để có thể bảo vệ sức khỏe chúng ta từ nguồn nước ngay từ hôm nay. Nếu có bất kỳ những cái câu hỏi nào thì hãy đừng ngần ngại comment bên dưới. Và nếu thấy video này giá trị thì hãy chia sẻ cho người xung quanh. Hãy nhấn vào nút đăng ký để nhận thêm được nhiều giá trị hơn.